Bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực miền quê. Hôm nay ẩm thực miền quê xin chia sẻ với các bạn ba cách uống sữa đậu lành để đào thải mỡ nội tạng ra khỏi cơ thể rất là đơn giản, và chúng ta có thể dùng loại thực phẩm an toàn như thế này tốt cho sức khỏe nhé. Mình mời các bạn cùng tìm hiểu với mình sau đây nhé. Các bạn biết rằng đây là sữa đậu lành nhé, sữa đậu lành nguyên chất. Chúng ta có thể sử dụng hoặc là chúng ta tự làm sữa đậu lành nguyên chất, hoặc là các bạn có thể mua từ cửa hàng đậu phụ các bạn ạ. Họ bán rất là nhiều, giá rẻ, tốt cho sức khỏe nhé. Uống sữa đậu lành nguyên chất trước bữa ăn giúp chúng ta tăng cường chất xơ, đốt cháy mỡ nội tạng. Các bạn biết rằng sữa đậu lành là thực phẩm ít calo, giàu chất dinh dưỡng, rất là tốt cho sức khỏe, hỗ trợ giảm cân nhé. Đậu lành giàu adipomin nhé, là các chất có tính sinh học ạ, giúp giảm lượng đường trong máu, tăng cường sự trao đổi chất, đốt cháy mỡ nội tạng các bạn ạ. Hàm lượng cao axit béo không bão hòa trong đậu lành không chỉ đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể mà còn tiêu hóa chất béo dư thừa, ngăn ngừa tình trạng tăng lipid máu nhé. Và các bệnh lý về tim mạch, hơn nữa thì đậu lành giàu khoáng chất magie protein chất lượng cao, có tác dụng giảm mỡ nội tạng rất là hiệu quả khi chúng ta sử dụng đậu lành ạ. Sau đây thì mình xin chia sẻ với các bạn sữa đậu lành nguyên chất thì rất là tốt đối với sức khỏe, và lưu ý khi uống sữa đậu lành để tăng cường hiệu quả giảm cân và giảm mỡ nội tạng. Tình trạng mỡ nội tạng là một trong những vấn đề bây giờ rất là được nhiều người được quan tâm ấy ạ. Vì tình trạng thừa cân béo phì rất là nhiều, và cái tình trạng ngày càng trẻ, không phải người lớn, người trưởng thành mà bị thừa cân béo phì, tức là mỡ nội tạng tăng cao, mà đến ngay như trẻ nhỏ bây giờ các trẻ cũng bị tăng cân béo phì, thừa cân rất là nhiều. Vì chế độ dinh dưỡng của chúng ta ăn quá nhiều thực phẩm ăn sẵn, chế biến sẵn, hay đồ chiên, đồ nướng, đồ xào nhiều sẽ dẫn đến cái tình trạng mỡ nội tạng tăng cao. Khi các trẻ tăng cao cái tình trạng mỡ nội tạng thì sẽ dẫn đến tình trạng thừa cân béo phì, và trọng lượng cơ thể với sức đề kháng của sức khỏe của xương khớp ấy, của trẻ ấy, thì với xương chưa phát triển hoàn thiện thì sẽ làm cho trẻ bị nặng quá so với trọng lượng xương phải gánh chịu trên lượng cơ thể con người nhé, dẫn đến tình trạng đau xương khớp ở trẻ nhỏ, hay là trẻ lười vận động, vì vận động nhiều trẻ sẽ bị đau ấy ạ. Và các bạn để uống sữa đậu lành tốt nhất thì các bạn uống sữa đậu lành nguyên chất là một trong những cách uống nhé. Các bạn dùng cho mình sữa đậu lành. Sữa đậu lành này nguyên chất chỉ chứa có 42 calo trong 300ml sữa đậu lành nhé, là thức uống lý tưởng để thay thế một số thực phẩm. Thức uống trong chế độ ăn uống hàng ngày giảm đáng kể khi chúng ta có lượng calo dư thừa, giúp giảm lượng calo dư thừa trong cơ thể của chúng ta. Nếu tự làm sữa đậu lành thì bạn có thể cho thêm như là hạnh nhân, hay là hạt mắc ca, hay hạt sen, hay hạt óc chó nhé, để tăng hương vị đậm đà hoặc là thơm ngon hơn. Còn không có thời gian thì chúng ta có thể mua sữa đậu lành ở các cửa hàng đậu phụ như mình vừa nói ạ. Hoặc các bạn có thể đây ạ, như đậu tương này, mình ngâm ra độ 6 đến 8 giờ, sau đó các bạn xay ra, lọc bỏ bã đi, các bạn đun lên cho nó chín kỹ là chúng ta có sữa đậu lành để chúng ta dùng tại nhà rồi, rất là đơn giản và hiệu quả. Thứ hai là uống trước bữa ăn các bạn nhé. Thời điểm lý tưởng để uống sữa đậu lành giảm cân là uống trước bữa ăn khoảng 30 phút thì sẽ giúp cho chúng ta có cảm giác no lâu và ăn sẽ không nhiều, không cần nạp nhiều thức ăn vào cơ thể mà vẫn giữ được no nhé. Hàm lượng chất xơ cao trong đậu lành giúp giảm cảm giác no, nhờ đó bạn sẽ dễ dàng kiểm soát được lượng thực phẩm nạp vào cơ thể. Không nên uống sữa đậu lành sau bữa ăn vì sẽ gây ra đầy hơi, khó chịu và làm tăng lượng calo nạp vào cơ thể ạ.
Đối với phụ nữ đến tuổi mãn kinh nhé, bổ sung sữa đậu lành giúp điều hòa estrogen và ngăn ngừa rối loạn chuyển hóa, cho nên rất tốt đối với chị em phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh. Và thứ ba nữa là thời điểm uống tốt nhất nhé, và không nên uống quá 500 ml sữa đậu lành mỗi ngày, tức là một cái bát này của mình khoảng 500 ml, chúng ta chỉ uống khoảng từng này là nhiều nhé. Lượng sữa đậu lành khuyến nghị ở người lớn và người trưởng thành không quá 500 ml, nếu chúng ta dùng quá sẽ có hại cho cơ thể, không tốt nhé. Cái gì dùng quá cũng không tốt, nên chúng ta phải dùng đúng liều lượng thì sẽ đảm bảo tốt cho sức khỏe và lại kiểm soát được cân nặng của chúng ta nhé. Để giảm cân, bạn có thể uống khoảng 100 đến 150 lít sữa đậu lành trước bữa ăn, thì chúng ta có thể chia làm 3 bữa và trước bữa ăn hàng ngày chẳng hạn nhé. Không uống nước sữa đậu lành thay thế nước lọc nhé. Chúng ta thấy ngọt mát dễ uống mà chúng ta lại chỉ uống sữa đậu lành thay cho nước lọc thì sẽ không tốt ạ. Vì chúng ta phải cân bằng giữa nước sữa đậu lành hay nước lọc hay các loại nước trái cây và các thực phẩm khác để đảm bảo nhu cầu mỗi ngày chúng ta cung cấp độ 2 đến 2 lít rưỡi nước là đủ ạ. Như vậy là trên đây mình đã chia sẻ với các bạn ba cách uống sữa đậu lành để đào thải mỡ nội tạng ra khỏi cơ thể một cách an toàn, lành tính, không có độc hại gì cả. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Ẩm thực miền quê ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Sôi kỹ và khi nước còn ấm chúng ta sẽ lấy ra các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị cái bát và mình sẽ cho phần nước của đậu lành này ra. Và mùi rất là thơm, mùi của lạc và hành nhé. Các bạn nên uống nước này cho mình uống vào buổi sáng và buổi chiều nhé, uống lúc còn nóng các bạn ạ, thì sẽ tốt nhé. Lưu ý mọi người hạn chế ăn mỡ động vật và chất nhờn béo nhé, hạn chế sử dụng bia, rượu, thuốc lá, tăng cường ăn rau xanh, đậu. Chú ý các loại hoa quả có vị chua ấy, thì chúng ta cũng có thể ăn ạ. Thì sẽ tốt cho cái bệnh gan nhiễm mỡ các bạn ạ. Theo đông y, vị chua cải thiện được chức năng gan mật, tăng tiết dịch mật, tốt cho tiêu hóa, cho nên khi chúng ta bị gan nhiễm mỡ thì chúng ta nên bổ sung chế độ dinh dưỡng đồ chua hơn là đồ ngọt các bạn nhé, sẽ an toàn và lành tính ạ. Mình mời các bạn thưởng thức với mình, rất là ngon, tuyệt vời đấy ạ. Như vậy là trên đây mình đã chia sẻ với các bạn là bài thuốc trị gan nhiễm mỡ cực kỳ hiệu quả từ kem